Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ bến phà Cây Dương nha. Cái này thì nó đi từ bên Cồn Ngũ Hiệp, nó sẽ đi qua bên Tân Phú của Bến Tre. Nhưng mà thấy làm như cái phà này nó không hoạt động luôn nha. Mấy chiếc phà đậu tú ở ngoài mà ở đây lục bình nó bít chịch luôn rồi. Nhưng mình thấy lục bình nó còn tươi quá, không có bị nhàu nát vậy. Tại vì nếu mà có phà chạy ba cái này người ta phải dạt ra mới chạy vô được. Nhưng mà thấy toàn lục bình thôi mà, chắc phà này không có chạy nữa quá. Với mình thấy ở đây cũng không có khách hứa gì hết. Mà kế bên có cái quán nước nè, mà thấy đâu có khách gì đâu. Còn bên phải mình là cất nhà nha. Đang cất nhà này giống cất nhà Yến quá. Thì hôm nay mình sẽ đi từ bến phà Cây Dương này, mình sẽ đi tới bến phà Tam Bình nha. Và cái bến phà nằm phía bên kia sông á, là nó chạy qua bên chỗ chợ Tam Bình á. Có khu vực này sầu riêng không à, mình chạy ngang cái vườn sầu riêng và thấy nhìn rất là đã nha. Sầu riêng ở chỗ này thì không có trái này, như đang qua mùa rồi. Nãy giờ mình chạy từ khúc ở trên cửa Cồn chạy xuống đây luôn rồi, thấy có lâu lâu có gặp vài cây có trái à. Cái đó giống như người ta làm gốc rễ hay sao, người ta bán nghịch mùa chắc được giá hơn. Tại vì thường sầu riêng mà ngay mùa thì bán giá nó không có cao lắm, nhưng mà nó trái mùa các bạn xử lý được nghịch vụ là thường bán giá rất là cao. Cái này mình chạy ngược lại lên cái ngã ba lại nha, rồi mình mới quẹo bên kia được. Có chiếc xe để chở sầu riêng không á. Tại vì thường thì nói là hết vụ thôi, nhưng mà vẫn còn có những hộ người ta vẫn còn neo lại nha. Cũng như bên mình trồng nhãn nha. Rồi thường ví dụ như nói là hết vụ nhãn là đa phần là khoảng 80% là hết. Nhưng mà nó sẽ còn một cái số ít khoảng 10 hoặc là 20% á, là người ta làm chậm hoặc là người ta neo lại. Để khi mà nó hết mùa vậy, giá bán sẽ ngon hơn. Nên phải mình nó vẫn còn trái đó. Còn thường sầu riêng mà có trái thì người ta lấy cây người ta chọi á, người ta chọi vô những cái nhánh mà có trái á. Tại vì một trái sầu riêng thì thường 2-3 kg là bình thường. Nó bằng thấy một nhánh thường là 2-3 trái không à. Mà nếu mà gần cả chục ký rồi đâu, cái cây đâu, cái nhánh đâu có chịu nổi đâu. Thì cái nhánh mình thấy nó cũng hơi khẳng khiu lắm. Mà trái thì thường nó đâu có nằm ở trong thân đâu, nó nằm tuốt ở ngoài đọt và chết cái nhánh nó liền. Bởi vì người ta có cây người ta chổi á. Mình thấy gần như là chùm chừng 2 trái mà thấy bự bự là người ta chổi hết trơn à. Còn nếu mà chùm một trái mà nằm ở phía trong á, một trái nghiêng thì người ta không có chổi. Cái đường này mình chạy ngang cái vườn sầu riêng luôn nha, nó bằng hai bên sầu riêng luôn, đang có trái nè. Này như chưa chín nên không có mùi. Không biết là chín rồi người ta hái bán hay là còn sống sống gì người ta hái bán, người ta vú cái đó mình không biết nha. Nhưng mà chạy ngang không nghe mùi thơm gì hết. Chắc không có chín cây rồi quá. Tại vì mình coi trên mạng mình thấy nhiều khi sầu riêng mà nó xanh lè vậy đó, cái người ta nhúng thuốc để ăn bữa là chín rồi, không biết này làm sao nữa. Cái này là cái cách xử lý của nhà vườn mình không rành lắm. Như nhà mình ở đó thì không có trồng mình cũng chả biết nữa. Ở hai bên này sầu riêng các bạn nhìn rất là đã luôn. Cái tàn nó như là tàn thông vậy. Nó có một cái thân chính rồi nó những cái nhánh tỏ tỏ ra. Mới đầu mình nhìn mình cứ tưởng vú sữa mà, nhưng mà nhìn kỹ là không phải. Ở đây thì dọc bên lộ có trồng mít nè, nhưng mà đa phần là sầu riêng là chính. Ở đây có cây cầu, mà cây cầu này cũng chả để tên nữa. Nó thỉnh thoảng thì mấy bạn có thấy mấy cây dừa ấy, nhưng mà dừa ít lắm. Chủ lực vẫn là sầu riêng. Rồi tiếp theo là mít, khu vực này không thấy mít. Nó cái anh ở trước nó ảnh sắp một xe sầu riêng luôn. Mà bạn nhìn nó rất là đã nha. Thấy thì ngon vậy chứ ăn chừng một cái là tàn bản họng à. Như mấy bạn ngửi mùi sầu riêng mà ngửi nhiều quá cũng mệt đó. Đặc biệt là vô máy lạnh á, vô máy lạnh mà ngửi sầu riêng một hồi là muốn ói thân. Tại vì theo mình biết là nhiều cái khách sạn á, là người ta cấm đem sầu riêng với măng cục vô. Tại vì sầu riêng mà vô máy lạnh một hồi là rất là nhức đầu.
còn mang cục mà nó lỡ dính vô chăn ga gối nệm của người ta là giặt không ra chứ gì. Tại vì lúc trước mình có một lần mình đi xe mà cái cô kia đem sầu riêng lên xe khách, mà xe đó có bữa nó bật máy lạnh đó, ngồi một hồi muốn tá hỏa luôn vậy. Còn mình đi xe Phương Trang thì đó giờ đâu có được trường hợp đâu, mỗi lần mà có sầu riêng lên là bắt tài bắt bỏ vô hầm hết trơn rồi. Sầu riêng với mắm đâu á là không có cho riêng lên nó đi. Cái giải này sầu riêng đang có trái nha, vườn có vườn không chứ không phải là hết vườn nào cũng có. Hình như có thấy có khu vực này không, hồi nãy khu vực khúc trên mình chạy thì lâu lâu mới gặp có cây có vài trái. Bạn thấy cây sầu riêng nào mà có chọi mấy cái cây là có trái đó. Không, nhìn mấy cái vườn sầu riêng đó đã nha. Sầu riêng lúc về bán dọc đường thấy cũng hơi bị mắc nữa, toàn là 30 trở lên không à, có chỗ thì bán 60 nữa. Sầu riêng ri sáo rồi sầu riêng hạt lép gì đó. Đây mình chạy toàn là đất vườn không à. Đó, người ta gào lưới đâu hết trơn, bên đây không có gào. Thường ở dưới quê giờ thì có điều kiện đa phần người ta gào lưới hết trơn à, chứ không gào nhiều khi mình đi ra thăm vườn cái thấy mấy anh đi lấy mật ong mà mấy anh đi chài cá đi chích điện đồ thấy là nhiều khi cũng bực mình lắm. Nhưng mà vườn mình không gào người ta đi cũng khó nói nữa, thường dưới quê mà vậy đó. Cũng như bên cồn mình là thường hay gặp mấy ông mấy anh đi lấy mật ong ruồi á, nhiều khi cái chùm nhãn người ta đang rổ sai trái vậy đó, cái bẻ nguyên nhánh của người ta luôn, gây ra cái chủ nhà thấy ngay cự cãi nên nhiều người ta bực mình á, người ta phải gào hết cái nhà người ta lại luôn. Cái này tới ngã ba nha, mình sẽ quẹo trái nha. Cái này nếu mà quẹo phải thì đi xuống dưới đuôi cồn được một khúc nữa, nhưng mà mình thấy nó dài quá nên giờ mình đi về luôn, giờ mình cũng hơi đuối rồi. Nó ra đây thì thấy có bán tạp hóa rồi như bán nước rồi. Hồi nãy giờ mình chạy là mình thấy chỉ có cái khúc mà ngay chỗ cầu cầu Tâm cầu Ngũ Hiệp, cầu Ngũ Hiệp với chợ rồi á. Đi ra bên phà mà đi qua bên Chợ Lách á, là khu vực đó mình thấy đông á. Thế còn chạy những khu vực này đa phần là đất vườn không à. Nào ở đây thì phía ngoài thì có mít đi nha, mít với chuối, cái đó mình không bàn tới. Đa phần là vẫn sầu riêng thôi. Nhiều khi có nhãn nữa, mà nhãn cũng ít lắm. Gần như là nhiều nhất là sầu riêng, rồi tiếp theo mới tới mít. Rồi còn bưởi với nhãn là nhiều khi lâu lâu mới gặp. Còn dừa thì leo que nha, dừa thường người ta trồng dọc ganh hoặc là gần lộ thôi, tại vì nếu trồng thì tính ra trồng sầu riêng thì nó có lợi ích kinh tế nhiều hơn là dừa. Nó dọc lộ nhiều khi bạn thấy có mấy cây tùng á, ở đây tùng người đa phần là tùng La Hán không nha, bạn thấy mấy cây mà lá kim á là đa phần là tùng La Hán không à. Như cái lộ bên đây mình thấy làm như là trồng bông trang nó ít hơn cái lộ bên kia. Lộ bên kia nãy chạy gặp những cái dãy trồng bông trang nhìn rất là đã luôn. Nhưng ở đây cũng có nên là mà ít leo que à. Làm như là cái cồn thì người ta chuộng bông trang hay sao chả hiểu. Ở đây cũng có hai bên đang trồng nè, mà nó chưa có phát ra dữ. Hôm mới nhắc lên khúc này quá trời bông tràn luôn nè. Nó còn dưới có ba cái 10 giờ nữa nha.
Đây là cổng chào của ấp Long Quế rồi. Thường thì những cái ấp á, thì đi tới đâu rồi nó có để bảng thì mình mới biết nha. Chứ còn ở trên bản đồ thì nó chỉ hiển thị tới cái xã thôi. Còn cái ấp thì mình thua. Chỗ nào để bảng ấp gì đây thì mình đi ngay mình thấy mình báo thôi. Nó bên trái có cái căn nhà mày thấy rất là đẹp luôn. Cái cồn này thì người ta chơi kiển rất là nhiều, gần như là nhà nào mình thấy là cũng có vài cây tùng hoặc là vài cây mai á, toàn là bự bự không à. Còn bông trang này gần như là khỏi nói, gần như nhà nào cũng có, nó có mấy cây rất là bự mà thấy nhìn rất là đã nha, toàn là cái dạng mâm xôi không à. Thường thường thì mít người ta sẽ trồng sát lộ, còn phía trong thì hay trồng sầu riêng nhiều hơn, chứ sầu riêng ít khi nào trồng sát lộ. Ở bên trái mình là tại cây giống nha. Những lúc gầy mít thế dưới mình cũng rẻ nữa, bán lẻ ra ngoài thì chừng có 10.000 ký. Này mình đi tới cầu Thủ Cẩm rồi. Hiện tại là nước đang lớn nha. Ở đây là toàn là mít với sầu riêng thôi mà. Ở dưới đây có trồng thêm ba cái cỏ bông đậu nữa. Nhà cửa thì cũng rất là thưa nha. Thường thì mấy cái chỗ ngã ba, ngã tư rồi, hoặc là chợ, hoặc là cơ quan nhà nước, hoặc là bến phà rồi mới đông dân đi. Ngày này mình chạy gần tới bến phà nên chỗ này khá là đông. Cái này nếu đi thẳng lên chút xíu nữa lên tới chợ Ngũ Hiệp nha. Còn đây mình sẽ về phải. Mình đi ra bến phà này mình đi qua bên chợ Tam Bình. Mình sáng giờ mình chạy cũng hơi bị đuối rồi. Thường thì mình chạy mà nếu mà có nhiều khúc mình mệt á, nhiều khi mình chạy mình không có làm chủ tốc độ nên mình chạy lẹ hơn chút xíu. Và nhìn nên nhiều khi bạn thấy sao chạy nhanh như vậy. Tại vì bữa nay mình đi, hồi sáng là mình đi là hồi 8 giờ á. Mà bây giờ gần giữa trưa rồi, khá là nắng. Chạy sáng giờ liên tục mấy tiếng hồ nó cũng hơi bị đuối rồi. Thường thì mới đầu chạy thì khỏe lắm, nhưng mà chạy ngồi đuối là nhiều khi quên á, cái gồ ra chạy cho lẹ đang về nhà nghỉ luôn rồi. Nó phà này mình hên rồi, mình mới ra mình đợi khoảng chừng 2 phút là nó có phà luôn. Với con sông này cũng nhỏ nữa. Nó phà này phà sắt đi nó khỏe nha. Nhiều phà là chiếc đò với người ta sửa lại đò gỗ á, đi vậy nó hơi nhức găng chút xíu. Cũng như bến phà Cây Dương hồi nãy là đò gỗ mà nó sửa cái mỏ thành mỏ phà. Cái sông này nhỏ chắc mình nghĩ đợi không lâu đâu. Nó phà đi cũng hơi vắng nha. Tại vì ở đây nếu mà đi thì mình nghĩ chắc đi cầu nó lợi hơn. Đây chạy lên kia chút xíu, nếu mà chạy lẹ thì 10 phút là tới cầu rồi, quẹo qua là tới rồi. Còn mình thì tại vì mình hơi đuối, mình đi cái đường này cho nó mới mới một cái. Đi qua phà nó gần hơn, kệ nó tốn chút tiền với tốn chút thời gian. Thì còn chạy cái dòng nó hơi xa, nó cũng khoảng, nó cũng gần 20 cây ạ. Nó về đi đâu cũng gặp 10 cây số. Là khổ nổi mua không có trúng. Mình đó giờ mua cũng 5-7 tờ rồi có trúng tờ nào đâu. Để dành tiền uống trà sữa hay ngon hơn. Lâu lâu rồi đi uống cà phê thì bạn bè nó cũng tặng vé số cho hoài. Mà nó tặng rồi mình bỏ đó mình cũng đâu có dò đâu.
Tại vì nếu mà thật sự là túng thì nó sẽ gọi cho mình rồi. Còn nó không gọi là biết là trật lất rồi. Và mà nếu mà trúng là bài vé số nó cũng lại kiếm mình à. Nó cái anh anh lấy phà như đi mua cơm hộp vậy. Anh giờ phà đã gửi bến rồi nha. Phà này chạy qua đây cũng ngắn, mình thấy chạy chắc chừng không được 5 phút đâu. Rồi có khách nữa, phải cập lại nữa. Này là phà khá vắng, nhiều khi bắt tài thì muốn kiếm thêm được vài ngàn nữa. Chứ chạy ít quá thì nó lộ sơn hụi. Hồi đó mình đi đò cũng hay gặp cái cảnh này nè. Nhiều khi mới ve gan cái có khách á, cái người ta mắc không phải chạy vô và ve gan chạy vô vậy, nhiều khi làm tới ba bốn lần á. Nhiều khi người bác tài ổng quạo á, ổng thấy mắc là ổng chạy luôn rồi. Còn bữa nào mà vui vẻ thì người ta ghé ghé vô. Đó, bây giờ thì những con đi bộ này nữa nè. Nếu mà lỡ xui thì con đi bộ này mới vừa lên ve ăn khúc cái có người cái lũi vô nữa cũng có nữa. Nói chung là gặp đủ kiểu hết trơn à. Nói vậy thì chắc không ghé vô nữa quá. Nhiêu tiền anh? 7 ngàn. Nên này phí qua phà là 7 ngàn nha. Cũng xong rồi có chút xíu mà cũng 7 ngàn nữa. Mình nhớ mở mình đi và lộ dàm cũng con sông cỡ này mà như có 3 ngàn. Không chả hiểu luôn nữa. Cái này hai bên này đa phần là bần với dừa nước nha. Nó còn phía bên phải mình á, thì người ta dìu qua cái lục bình á, người ta cầm là đặng người ta giữ đất á. Tại vì thường có lục bình như vậy đó thì sóng nó dập vô nó không có bị sạt lở bờ đê, chân đê đầu đất nó giữ ngon lắm, với nó bồi bãi nữa. Nhưng mà lục bình này nó có cái là gặp nước mặn là nó sẽ chết, còn nước ngọt thì nó sống như hoài luôn. Với năm nay mình thấy lục bình làm như nó ra bông hơi ít vậy, tại vì phía trước cửa nhà hàng mình cũng trồng một bụi rất là lớn luôn. Mà tới nay nó ra có mấy bông mà cũng chả hiểu luôn đó. Với cái đọt non lục bình á, mấy bạn trẻ ra mấy bạn bóp đổ, mấy bạn nấu canh chua ăn đã lắm. Còn cái bông này khỏi nói, cái bông ăn sống cũng được. Mình thì đó nhà ăn cái đó hoài. Tại vì nhà nghèo mà đâu có thịt cá gì đâu, thường cái đó là rẻ nhất. Nói chung là ăn cá là nhiều, ăn thịt ít. Còn bây giờ thịt heo thì nó hơi rẻ rồi, chứ hồi đó thịt heo mắc lắm. Thịt heo giờ nếu mà tính ra nó còn rẻ hơn cá sông nữa. Tại vì cá sông giờ bắt gần hết rồi, nên giờ cá sông nó mắc hơn thịt heo. Ở phía bên trái mình là chợ nha. Chợ Tam Bình, bởi vì khúc này nhà rất là đông luôn. Thường ở dưới quê là vậy, chỗ nào mà gần chợ đâu là nhà đông lắm. Gần chợ, cơ quan nhà nước thôi. Nó mà thấy lục bình nó trôi. Bữa nay không có gió, bởi vì mặt sông nhìn rất là im luôn. Thường mà chạy đò ghe như nè, gặp mấy cái bụi lục bình mà bụi lớn á, nhiều khi nó dướng chân vịt á, là phải lội xuống gỡ ra nữa. Mà mình nghĩ thường phà bự này chắc không đến nỗi nào. Chứ ngày xưa mình đi đò là hay bị dính lắm. Còn thường mấy cái bụi lục bình nó lâu lâu cái nó có dây nhợ ở trong nữa. Thì thường nhiều khi người ta đang dây nhợ mấy bộ lục bình để người ta giữ đất á, nhưng mà vô tình nó bị trôi hoặc là dướng thêm ba cái gác luôn á. Cái đò mà chạy ngang vậy nè, nó dướng như mấy cái bụi này nè, là đâu có chạy đâu có tới đâu có đi được đâu. Thế là phải tắt máy rồi lội xuống gỡ ra. Ví dụ như hên thì gỡ một phát nó ra, còn xui là lặn học chừng 10 15 phút cũng có nè. Nên ngày xưa mình đi học là nhiều khi bị trễ học là cũng vậy. Còn này phà lớn nên không đến nỗi nào. Ở đây mình qua chợ rồi nha. Này qua đây là của xã Tam Bình nè, cũng có huyện Cai Lậy luôn. Cái chợ này thì mình cũng đi ngang mấy lần rồi mà mình chưa ghé. Cái này mình chạy xong cái chợ mình sẽ quẹo phải mình đi về Mỹ Tho luôn nha. Cái này nếu mà ra lộ lớn mấy bạn quẹo trái thì cái hướng đi về Cái Bè Cai Lậy được. Đi về thị trấn Cái Bè, về thị xã Cai Lậy. Còn hồi mình sẽ quẹo phải mình về luôn.
Ở khu vực này thì trường học, chợ với ủy ban, bởi vì nó dân rất là đông. Phía bên phải mình là như cái này, cái giống như cái chợ Tam Bình thì nó mới cất hay gì vậy. Còn mình nhớ cái chợ cũ là như nằm ở dưới cái chân cầu á. Để mình chạy vòng cái chợ mới này cho bạn coi, mình chạy vô chợ cũ nha. Bây giờ nó cũng hơi trưa rồi, chợ giờ nó cũng giãn tuồng rồi. Ở đây còn mấy anh này hụt pizza nè. Lúc gầy chợ dưới mình thì nó cũng lai gai à. Sáng ví dụ như từ 6 giờ tới 8 giờ nhìn nó đỡ đỡ hơn chút xíu. Nhưng mà chợ nào cũng vậy, đa phần người bán nhiều hơn người mua mà. Còn mình đi giờ này thì gần như là siêu vắng. Thôi để mình gợi thấy nha. Ở trong đây còn cái chợ rất là bự, cái mấy mình thấy giống như là chợ cũ á. Chợ phía ngoài như là mới cất hay sao á. Giờ này mà cá mắm còn cá đóng gì là bán nào hết. Ví dụ như rau củ quả hay nhiều khi mấy bạn để bữa sau được. Chứ còn thịt cá mà buổi sáng mà bán tới trưa giờ này là nó muốn ương rồi. Ở trong đây nhà làm chợ thì gần như là muốn dẹp rồi nha. Chứ còn có một vài hộ bán. Có nhiều cái quầy hàng mình thấy nó đóng bụi luôn á. Tại vì nếu mà mới mở bán thì nhìn nó cũng còn sạch lắm. Còn này nó nóng bụi thì có nghĩa là hôm ngày chưa có ai bán. Nó khu vực này bán tạp hóa đâu, bán bún đâu. Cái hướng này mình chạy ra ngoài bờ sông nha. Rồi cái chú nó chở xi măng nè. Cái xe nó chạy nó muốn lết lết đó luôn. Chở kinh khủng rồi chứ. Bao 50 kg mà phía sau là hết 4 bao là hết 200 kg rồi. Thêm ở trước hình như là 3 bao nữa. Mình dạy là khi này giãn chợ rồi. Nói ra ngoài đây là chợ nhà cá nha. Chợ nhà cá ở đây thì cũng muốn dẹp luôn rồi. Bên trái thì mấy cái hớt thịt heo gần như là dẹp hết luôn rồi. Mình thì chỉ chạy sơ thôi. Lúc gầy chợ thì mình thấy nhiều chợ nó cũng đang phục hồi lại đó. Nhưng mà nó cũng không bằng lúc trước nữa. Chắc cỡ chừng phân nửa lúc trước là dữ lắm mà. Tại vì người dân giờ làm cũng đâu ra tiền đâu. Trái cây thì bán lúc đực lúc cái. Thậm chí là rớt giá nữa. Đâu có mua sắm sửa gì. Mấy đứa bạn mình làm khu công nghiệp nó cũng than nữa. Nhiều khi tăng ca cả đống luôn vậy mà lương thì chả có thay đổi được bao nhiêu đó. Nhiều khi nó còn bị tụt nữa. Bây giờ mình sẽ quẹo qua lỗ lớn của mình về nha. Rồi clip mình kết thúc ở đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.